Ok, thì đấy là xong phần 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 backend nhé. Thì nhìn chung thằng Zenduty mọi người mà làm ấy, mọi người cũng đã thấy là phần backend nó cũng rất là phức tạp rồi. Bởi vì nó là code kiểu code đi làm ấy, nên là nó sẽ config các thứ nhiều file lắm và nó còn nhiều trường hợp khác nữa nhé, chứ không phải là không. Đấy, đấy chỉ là những cái gọi là bắt buộc mọi người phải làm để mà chạy được thằng Zenduty. Đấy. Còn tiếp theo này là sẽ hướng dẫn mọi người tích hợp vào cái phần frontend như nào. Ok chưa? Đấy. Thì tiếp theo này là mọi người có thể ra ví dụ 3 nhé. Đây, mọi người có thể giải nén phần frontend này ra. Đấy, mọi người có thể import này vào. Open folder nhé. Học cái tầm này không biết có nhớ phần phần này nó không. Ai mà thích học phần project nhiều thì chắc là nhớ. Đây. Thì đầu tiên nhá, mọi người cũng sẽ chia làm hai phần. Một này là mọi người login và mọi người lưu lại cái mã Zenduty token và refresh token. Ok chưa? Sau đấy này là mọi người sẽ dùng cái mã Zenduty token đấy và mọi người tích hợp vào cái thằng department API hoặc là group API gì đấy. Ok chưa? Đấy, nó bao gồm hai phần như kia thôi. Đấy thì đầu tiên nhá. Đây, mọi người có thể mở nhá. Đầu tiên là mọi người sẽ phải chỉnh cái thằng API này này. Ok chưa? Đấy là login bây giờ mình không còn làm get nữa. Ok nhỉ? Mà mình sẽ phải là hàm post. Đây, mọi người có thể nhìn nhá. Thì ở đây là hàm post. Thực ra mọi người cứ nhìn cái này mọi người là tích hợp thôi. Đây. Có đúng là ở đây là hàm post đúng không? Xong rồi API như này, rồi data thứ như này đúng không? Đấy thì ở đây. Đấy, post đúng không? Sau đấy data thì trả ra thôi. Đó. Và cái file JS của cái phần login ấy. Đây này. Sau khi login xong nhá. Thì mọi người lưu. Ở đây mọi người tuyệt đối không lưu username và password dưới local storage nữa. Ok chưa? Bởi vì nhá. Mọi người nhìn thấy cái thằng local storage kiểu kiểu như này. Nhá, mọi người đợi một chút để bật lên nhá. Đây. Đây mọi người nhìn thấy cái thằng local storage kiểu kiểu ở dưới này này. Ôi. M12 này, bấm vào application này, bấm local storage này. Đây mọi người thấy là những cái thằng này nó rất là dễ xem. Đúng không? Cho nên là mọi người cứ lộ username password đây thì cũng bạn lộ hết, đúng không? Đấy cho nên là mọi người không lưu username với lại password, đặc biệt là password nhá, mọi người không được lưu. Đấy còn cái thằng username thì mọi người lưu cũng được, không lưu cũng được. Ok chưa? Cần thì lưu, không cần thì thôi. Ở đây thì là em chỉ lưu có thằng ID, full name đấy và token đấy như các cái data này trả ra. Ok chưa? ID, full name. Mọi người muốn dùng role thì mọi người có thể lưu lại. Đấy, token và refresh token ở đây. Ok chưa? Mọi người cần trường gì thì mọi người lưu lại. Ở đây thì mọi người thiết kế lưu thêm là token và refresh token nhé. Ok chưa? Tương tự mọi người sẽ sửa ở dưới storage nhé. Tương tự nhé. Đấy. Thì mình sẽ lưu lại thằng này này. Ok chưa? Đó. Và sau đấy mọi người có thể chỉnh lại nhé. Cái hàm mà login ấy, cái hàm để mình check login ấy, thì mình sẽ check xem là nó có token hay chưa. Nó cứ có token thì mình tính là nó đã login rồi. Ok nhỉ? Mọi người hiểu ý đó. Đó. Và thế thôi, đơn giản thế này thôi. Đấy, cái thằng login thì chỉ thế này thôi. Đấy, và mình run nhé. Đấy, thì đầu tiên là clear hết cái thằng này đi này. Đấy, thì đầu tiên này. Lỗi gì đây? Mình tình. Đây ví dụ như mình đăng black được chưa? Đấy bấm sign in. Oh, 1 2 3 4 5 6. Sign in. Đấy, mọi người thấy nó vào được thằng này rồi đúng không? Đấy mọi người thấy nó vào được cái này rồi, nó lưu rồi đúng không? Ok chưa? Nó phải lưu được cả hai mã này nhá, để tí nữa là dùng. Đấy, còn cái API sao nó vẫn vào được nhỉ? Nó đã đính kèm đâu. Chắc là sửa rồi. Ok. Rồi này, thì tiếp đến phần tiếp theo nhé. Đây, phần tiếp theo này. Đầu tiên là login và get cái mã Zenduty token. Đấy, thì mình đã lưu được nó xuống local storage rồi. Ok chưa? Ok nhỉ? Và tiếp theo ấy, thì mọi người sẽ phải tích hợp thêm thằng department này nữa. Đấy, ví dụ như tất cả những cái API nhé. Tất cả những cái API hiện tại này.
tất cả những cái API hiện tại thì đều là như này. Đấy, mọi người send cái thằng này, mọi người không phải send username với password ở đây. Ok chưa? Mà mọi người sẽ phải send thằng này là BR, xong rồi đến cái token của nó. Ok chưa? Nó chính là cái thằng này này. Đấy, khi mà mọi người tích hợp nhá, có phải chỗ này mọi người sẽ phải có một thằng này là đây, authorization BR, và đây là cái token mọi người không? Đúng không? Đấy, thì bây giờ mọi người cũng sẽ đính kèm lên trên này. Ok nhỉ? Phần này ok chưa? Ok. Đó, còn lại mọi thứ nó vẫn thế. Đấy, thì khi đấy mọi người sẽ login vào được nhá. Ok chưa? Đấy, mọi người sẽ login vào được. Còn sau 30 giây là sẽ hết hạn. Đấy, mọi người thấy hết hạn không? Đấy, token này này, đây này, mọi người có thể bấm vào network, mọi người xem. Đây, bấm vào đây này. Đấy, mọi người thấy là 401 không? Hết hạn. Bởi vì mình chưa tích hợp cái thằng refresh token vào. Ok chưa? Đấy, ví dụ như mọi người, nếu mà bình thường nhá, chắc người ta phải sign in này. Đấy. Xong bấm cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bấm sign in. Đấy, lại vào được bình thường, ok chưa? Sau 30 giây lại hết hạn. Mọi người hiểu ý tưởng không? Đấy, cái token nó kiểu như vậy. Rồi, thì cái thằng đầu tiên mọi người biết lỗi sửa chưa? Sửa một là cái thằng API. Sau đấy là mọi người sửa tất cả những cái thằng API gọi ở đây nhá. Đều phải đính kèm thêm này cả. Ok nhỉ? Ok chưa? Đấy. Rồi, tiếp này. Đấy, thì mọi người sửa kiểu như này nhá.